Xin chào các bạn đã đến với câu chuyện tính toán chi li audio do Đàm Ý Tưởng Truyền thực hiện, tập 26. Nhìn người khác lầm lề dòm ngó đồ của mình một cách trắng trợn nhưng lại không thể bảo đó là đồ của mình, cảm giác đó khá là uất ức. Tôi đánh ra sức ăn để chút giận, bỏng miệng tới mức thở khè khè. Nhưng chị Tào vẫn cứ làm như người ta tức thêm, cứ lén lút thảo luận với tôi là hai người đó thực ra rất hợp này nọ. Hợp cái đầu ấy, đấy là vì chỉ chưa thấy em và Mộ Vũ ngồi với nhau thôi. Tôi đang buồn bực thì nghe tiếng điện thoại Mộ Vũ reo lên. Hắn nhìn một cái rồi đi ra ngoài bắt điện thoại. Nhân lúc Mộ Vũ vắng mặt, bản tính của Tiểu Lý thể hiện nguyên hình ngay lập tức. Ấy, trước đây tôi thấy Mộ Vũ thường không có chút lạnh nhạt, không ngờ tiếp xúc lại dễ nói chuyện như vậy. Ông nói có phải không An Nhiên? Nó cười tủm tỉm, cắn đũa rồi sờ lên cái cổ tay mà Mộ Vũ vừa nắm. Bộ dạng trông như đang hồi tưởng, lại như đang tưởng tượng vớ vẩn, đáng ghét ơi là đáng ghét. Hỏi tôi làm gì, sao tôi biết chứ? Tôi nói một cách rất khó chịu, trong lòng cũng oán giận Mộ Vũ. Cậu nói cậu cả nó làm gì, ra thì tôi giải, dù có bị vò bào ngư chọi chúng thì làm sao chứ? Không được, về tôi phải bắt hắn lấy dung dịch khử trùng số 84 rửa tay cho kỹ mới được. Tiểu Lý có vẻ rất vui, phớt lờ các biểu hiện lạnh lùng của tôi tiếp tục ảo tưởng. Tôi nghĩ bản thân anh hẳn là một người rất dịu dàng. Anh thực sự không biết cách từ chối người khác cho lắm. Có thể chính anh cũng không biết anh cười trông đặc biệt quyến rũ. Chị Tào cũng gật đầu phụ họa rằng người mà tới tính khí xấu của An Nhiên cũng chịu được, hơn nữa còn có thể làm bạn thì tính cách chắc chắn không tệ. Kéo tôi vào làm cái gì hai cái con người này? Tính khí tôi không tốt nhưng chưa bao giờ dám dở chứng với Mộ Phú, đặc biệt là lúc mới bắt đầu. Tuyệt đối là nhờ tinh thần mặt dày bất khuất của tôi, trải qua trăm nghìn cay đắng mới dụ được người ta vào tay của mình. Tôi mà thả lòng một cái là bây giờ người ta đã lĩnh giấy kết hôn rồi, bà còn có cửa cưa người ta hả? Chờ một lúc vẫn không thấy Mộ Phú quay lại, Tiểu Lý nhảy lên. Tôi đi xem Mộ Phú thế nào. Tôi cũng muốn đi, nào ngờ vừa đứng dậy đã bị chị Tào giữ lại. An Nhiên, em đừng thiếu tinh tế như vậy có được không? Bình thường lanh lợi lắm mà. Tiểu Lý không biết là cố tình hay vô ý, quay đầu lại lườm tôi một cái, vẻ mặt đắc ý quá trời. Tôi hẳn tới nỗi nghiến răng kèn kẹt. Cuối cùng tôi cũng không đi ra, bất lực ngồi xuống, ra sức thêm đồ vào lầu, ra sức nốc bia vào trong bụng. Lần này tôi lỗ to rồi. Lại qua thêm 10 phút hơn, tôi đã chờ tới cực hạn. Tiểu Lý mới đẩy cửa đi vào, vẻ mặt không còn tươi cười hớn hở nữa. Mộ Vũ đi phía sau nó vẫn bình thản như thường. Tiểu Lý quay về chỗ ngồi, lúc đóng cửa quay đầu lại, Mộ Vũ nháy mắt với tôi một cái. Tôi ngỡ ra, sau đó bừng tỉnh, một hơi uống hết cả ly bia, lau miệng, rồi nở ra nụ cười thật lòng đầu tiên trong bữa cơm này. Chắc chắn Mộ Vũ đã nói rõ hoặc nói khéo cho Tiểu Lý biết sự thật là nó không có cửa rồi. Sau đó Tiểu Lý quả nhiên không tỏ ra vồn vã như lúc đầu nữa, nhưng cũng không thất lễ. Trên mặt có chút thất vọng nhưng vẫn khách sáo, chị Tào lên hỏi tôi. An Nhiên, xem ra hình như hai người đó không được thuận lợi cho lắm. Em đã nói từ lâu rồi, Mộ Vũ người ta có người yêu rồi, hơn nữa tình cảm người ta đã tốt tới mức bàn chuyện cưới xin, nó cứ không tin em. Chị Tào thì lắc đầu. Thế thì tiếc quá. Bầu không khí có chút gượng gạo. Tất nhiên có tôi thì cũng không phải là lo mất vui. Suốt khoảng thời gian sau, tôi tỏ ra vô cùng sôi nổi, kính rượu nói đùa đủ mọi chiêu trò dù có ích hay không. Tiểu Lý thì liếc tôi. Chị Tào hỏi tôi vừa mới ngủ dậy hả? Chỉ có Mộ Vũ chốc chốc lại nhìn tôi cong môi, trong mắt toàn là ý cười. Lúc tính tiền, Tiểu Lý quẹt thẻ, quả nhiên tiêu hết 1.000. Tôi thấy có chút áy náy, dù gì tiền này tiêu thì cũng khá oan uổng. Tôi biết trước là sẽ không có cửa, nhưng trời đất chứng giám, tôi có cả nó rồi, chính nó khăng khăng đòi đi đốt tiền. Chỉ Tào bảo lái xe tiễn chúng tôi nói không cần, ăn nào xong vừa hay tàn bộ. Trước khi lên xe, Tiểu Lý còn nói đùa với hai chúng tôi, tâm trạng trông cũng tạm ổn. Nó lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, nên cũng chẳng có gì là lạ. Trên đường về ký túc xá, tôi kéo Mộ Vũ lại hỏi hắn đã nói gì với Tiểu Lý. Mộ Vũ nhìn tôi cũng cười mỉm chẳng nói gì cả. Ánh đèn lờ mờ để lại trên những dấu vết óng ánh trên mặt hắn, khiến hắn trông đặc biệt nhu hòa.
Tôi cố gắng kìm nén cơn xúc động, tôi muốn ôm hôn hắn, dù gì cũng không thể làm thế bên đường lớn đúng không? Không thể đúng không? Tại sao lại không thể nhỉ? Tôi kéo hắn núp dưới dãy cây hoa bên đường. Đây chính là điểm tốt nhất của thành phố này, khắp vỉa hè đều là các khu vực để nghỉ ngơi. Phía trước đối diện đường là một hàng cây nhỏ, phía sau là những cây bụi thấp và những băng ghế gỗ. Mùa hè có rất nhiều người ra để hóng mát, bây giờ trời chuyển lạnh rồi, thường thì người ta dường như buổi tối còn phải mặc thêm mấy lớp áo. Mặc áo lưới tay 7 phần còn không chuẩn bị áo khoác như tiểu lý thì chắc chắn là bị khùng. Không ngoài ngoài dự đoán, trên bàn ghế không có bóng người nào cả. Tôi kéo một vú xuống, ánh sáng rất tối nhưng đủ để tôi nhìn rõ hơn những đốm sáng đang trôi trong mắt một vú. Tôi thơm một cái trên khóe miệng của hắn, mùi bia còn sót lại lúc này đặc biệt tươi ngon khoan khoái, khiến tôi lại thơm thêm mấy cái. Mỗi lần thơm bộ vú đều sẽ khẽ nhắm mắt lại, chờ tôi lui ra, hắn lại nhìn tôi. Ánh mắt hắn cũng vẽ ra một thế giới, trong thế giới đó chỉ có tôi, và tôi muốn làm gì thì làm. Tôi nói với cô là... Mộ vũ bắt đầu mở miệng. Cú điện thoại đó là của người yêu tôi. Người yêu tôi tốt lắm, rất dịu dàng, rất ngoan, vừa cởi mở vừa vui tươi. Còn kể cho cô nghe rất nhiều chuyện về người yêu tôi, ví dụ như người đó lái xe chở tôi, bồi kèm tay cho tôi, làm đầy túi giữ ấm cho tôi. Tôi bệnh người đó sẽ nôn nóng, tôi bị thương người đó sẽ rất xót xa. Người đó có chút nóng nảy và vẫn còn chút lười biếng, có lúc nhanh trí, có lúc mơ hồ, nhưng rất dễ thương. Người đó thích cười, cũng thích giả vờ giận dỗi để hù người khác. Người đó đọc sách và chơi game với tôi, thì thoảng sẽ ghen tuông vì quá xem trọng tôi, cố gắng làm việc theo đuổi tiến bộ là muốn bảo vệ tôi. Người đó ấm áp tới mức khiến người khác không thể rời xa. Tình yêu của người đó vừa sạch sẽ vừa tinh khiết. Những lời đó nhẹ nhàng rơi xuống bên tai, tôi cảm giác được một chút hơi nóng lan tỏa từ dải tai ra khắp mặt. Hắn nói xong, một tay áp lên cổ tôi, ngón tay hơi lạnh, nâng cằm tôi lên nhìn một lúc lâu rồi lại khẽ cau mày, nói như thể rất ảo não. Còn một thứ nữa quên nói với kế toán Lý, người yêu tôi đặc biệt đẹp. Được một vũ khen, trong lòng tôi sướng rơn, sướng tới mức không biết diễn tả thế nào, thậm chí có chút ngượng ngùng. Tôi trừng mắt nhìn hắn một cái hiền khô, đập tay hắn ra, quay đầu đi, nghĩ ngợi cả buổi mới tìm được một cậu phù hợp với phong cách của mình. Chẳng phải cậu không thích nói chuyện hả? Sao lần này nói nhiều với người đàn bà đó thế? Nói đà vài câu là được rồi mà. Hắn tựa cằm lên vai tôi, trả lời một cách rất nghiêm túc. Lúc đầu tôi không định nói nhiều như vậy, nhưng nhận ra nói xong mấy câu lại nghĩ tới những chuyện khác, nói một hồi thì không dừng lại được. Hắn nhìn của tôi tốt như thế nên tôi quyết định nói nhiều một tí. Hắn lại gần tai tôi thơm một cái. Tôi cười nghiêng đầu, đưa một bàn cổ ra cho hắn. Mổ phú kéo tôi vào trong lòng. Mổ phú hôn ẩm ướt mát rượi kéo dài một mạch từ xương quai xanh tới cằm, cuối cùng phủ lên môi tôi. Tôi vuốt má hắn, dùng tim cảm nhận từng cái sâu sắc nhẹ nhàng và muôn vàn dịu dàng mà hắn cho. Sau đó thì tiểu lý cuối cùng cũng chịu thôi, chỉ là gần như không nhìn thấy triệu chứng thất tình nào cả. Tôi quy cái này cho sự sĩ diện của nó. Tôi hỏi có phải nó từ bỏ rồi không? Người ta khinh thường nói, cái này không phải là từ bỏ mà là tác thành cho người khác. Bộ không biết ông bà ta có câu, người yêu cướp được thì không phải là người yêu họ. Đập chậu cướp bông cũng có phải là nguyên tắc biết chưa? Biết cướp không được còn tốn sức làm gì, tình yêu là thứ nhìn một cái là phân biệt được thật giả, từ đó biết ngay tụi tôi có cửa hay không. Cuối cùng tiểu lý vẫn thở dài một cách rất gì và này nọ. Anh Hàn đẹp trai thực sự không tệ, nhưng tiếc là đã định trước không dành cho tôi. Nó liếc tôi hỏi, an nhiên, chuyện của tôi toàn rồi, ông có vẻ rất vui. Đó là vì... Tôi trả lời nó mà không chút chột dạ. Anh em tôi có thể thoát khỏi bàn tay quỷ dữ, tụi tôi phải uống rượu ăn mừng 3 ngày. Thật hả? Tôi đáng sợ tới thế sao? Nó hỏi. Còn hên thế nữa kìa bà. Tôi đáp. Kết quả là 3 ngày sau, trong lúc tôi thay đồ, một vũ đã phát hiện vết thâm tím bị tiểu lý đá vì mồm miệng độc ác trên đầu gối của tôi. Cùng lúc đó đã chứng minh chéo là tiểu lý thực ra vẫn bình thường lắm, là thất tình cũng cần nơi xả. Mộ Phú nghe tôi kể khổ, bèn nhẹ nhàng nhấc chân tôi lên,
Vết thương xanh tím một mảng lớn như có một miếng vá trên chân tôi. Hắn lườm tôi với vẻ rất hung dữ. Chuyện qua rồi anh còn trêu người ta làm gì? Sao mà tôi biết nó đá thật cơ chứ? Dù sao chuyện này cũng tại cậu. Nếu cậu không làm người ta để ý quá, nó cũng không tới mức chút giận lên người tôi. Mổ phù phớt lờ những gì tôi nói, hỏi tôi có phải đi khám không. Tôi xua tay bảo chuyện chẳng to tát, cũng hết đau rồi. Thế là mổ phù cũng thở dài. Tôi trừng mặt cười ra xoa huyệt ấn đường của hắn. Đừng xót mà, tôi đáng bị thế. Khi không cứ phải gây chuyện không vui mới chịu. Phải rồi, sau này còn phải thường xuyên tiếp xúc với nhau. Hai người gặp nhau cứ xem như không có chuyện gì xảy ra. Tiểu Lý là một người khá rầm lồn, sẽ không vì chuyện này mà không thành mà né tránh cậu này nọ đâu. Biết rồi, mổ phù nói, sau đó dụi mặt lên lòng bàn tay của tôi, rồi ôm đống đồ của tôi vừa thay xong đi về phía máy giặt. Cuộc gọi mà mổ vũ nhận được thực ra là của Dương Hiểu Phi. Gã nói gã nhận được tin nhắn của mổ vũ nên gọi tới. Nối máy xong cũng chẳng có gì thì đã cúp máy. Sau đó mới biết là anh Hàn của gã đã cố tình mượn cớ ra ngoài nói chuyện điện thoại để kể mấy chuyện đó cho Tiểu Lý nghe. Dương Hiểu Phi biết tôi dẫn anh Hàn của gã đi xem mắt. Gã nói, anh An Niên, anh đúng là có phong thái vợ cả. Sau đó mọi thứ lại như bình thường. Nghỉ lễ quốc khánh vì chúng tôi thuộc ngành dịch vụ nên tôi chỉ được nghỉ phép 3 ngày, 4 ngày còn lại được phải tăng ca. So với chúng tôi, bên mộ phú còn thảm hơn, hoàn toàn không có ngày nghỉ nào luôn. Chẳng những không được nghỉ mà còn bận không thể chịu được. Mấy hôm đó Dương Hiểu Phi cứ về tới nhà là đâm đầu lên sofa, rỉ nữ ừ rằng tay mình không nhấc lên được nữa, rồi lại chửi những người rửa xe cứ thích dồn vào mùa lễ. Mộ phú tuy không thể hiện rõ như vậy nhưng chắc chắn cũng vẫn không chịu được. Đến bộ môn chạy bộ sau khi ăn mà bình thường trốn thế nào cũng không thoát, cũng bị tôi lảng tránh được. Cơm nước mấy hôm đó căn bản đều là tôi giải quyết. Tôi biết nấu cháo rồi ra tiệm gọi thêm hai món cộng với một chút cơm, cũng khá đơn giản. Tối hôm đó ăn cơm xong, Dương Hiệu Phi chui vào trong phòng. Chưa đầy mấy phút tiếng ấy đã rền vang. Tôi hối thúc mộ phú mau đi nghỉ ngơi. Hắn còn ngoan cố bảo cả ngày chưa gặp tôi, muốn ở với tôi thêm một lúc thì ở với tôi cũng được. Tôi bảo hắn tựa vào vai mình, lại nhại nói mấy câu chuyện phím, sau đó tìm câu đố trên tạp chí để đấu hắn. Hắn lắc đầu bảo đoán không ra. Tôi lật đáp án ra cho hắn xem, lật tới trang lời giải, vừa quay đầu lại thì người ta đã ngủ mất rồi. Tôi cẩn thận rời hắn lên gối, đắp chăn ngay ngắn cho hắn, tắt đèn sau đó nằm xuống bên cạnh hắn. Tiếng thở của hắn rất nhẹ, tôi đã quen với việc tìm kiếm nhịp điệu quen thuộc và bình yên đó trong bóng tối. Vì sợ đánh thức hắn, dưới lớp chăn tôi đầy mon men nhẹ nhàng nắm một ngón tay của hắn lên. Bao giờ mới có thể khiến cậu không vất vả như vậy nữa? Bao giờ đây? Trước khi ngủ tôi cứ thoải mái nghĩ về vấn đề này. Kỳ nghỉ dài cuối cùng cũng kết thúc, ngày sau đó cũng phải lên tỉnh tập huấn mà còn luyện tập huấn, còn tập huấn kín nữa chứ. Tôi đi rồi thì mới biết tập huấn kín chỉ là các tuyển thủ từ các ngân hàng khác nhau trong tỉnh bị nhốt lại một chỗ, ăn cơm tập luyện đi ngủ theo giờ giấc, không có việc gì thì không được ra ngoài. Thủ tục xin phép cực kỳ phiền phức, không sắp xếp bất kỳ hoạt động vui chơi giải trí gì, không cho phép người thân bạn bè thăm nuôi. Một ngày ba bữa, bữa sáng ăn gỏi với sữa đậu nành, buổi trưa bánh cuốn rau xào, buổi tối cháo và bánh bao. Ăn liền 3 ngày mới nhận ra tới nhân bánh bao cũng không đổi, bữa nào cũng là hẹ và trứng gà. Chỗ ở còn có thể miễn cưỡng gọi là gọn gàng sạch sẽ, hai người một phòng, có máy tính nhưng không được lên mạng, tivi còn không có dây cáp, cũng có nghĩa là ngoài ăn ngủ ra, hầu như thời gian còn lại của chúng tôi đều là để luyện tập. Bạn cùng phòng của tôi bảo, lão chủ ở ngân hàng CZ, người Sơn Đông, bà 17 tuổi, hạng mục thi đấu là đếm tiền. Từ khi tới đây, lão đã bắt đầu chửi, chỉ suốt một tuần thì cũng chán. Tôi khuyên lão nhìn đi, dù gì cũng tổng cộng cũng chỉ nửa tháng, cắn răng một tí là qua thôi. Nói thì nói thế, chứ ngày nào gọi cho mộ phú tôi cũng than thở. Tôi bảo chúng tôi không phải đang tập luyện mà rõ ràng là đang lên núi xuống quê. Chúng tôi tới đây là để tôi luyện ý chí, phẩm chất chịu khổ chịu tội. Đáng sợ nhất là lúc ăn sáng còn phải điểm danh. Trò gì thế cơ chứ? Tôi muốn ngủ nướng cũng không được.
Trái lại một vụ không cảm thấy thế này là chịu khổ, chỉ nói với tôi là nên ăn sáng, còn lúc tập luyện thì cứ thong thả. Sau đó mỗi lần gọi điện tôi lại xỉ phà đồ ăn ở đây một trận, mãi tới khi mổ vú vô thức nói câu: "Nếu khi về tôi thấy anh ốm đi thì buổi tối chạy bộ tăng từ 3.000 m lên 4.000 m đó." Thì tôi gần như không chắc đến chủ đề đó nữa. Lúc mới đầu chưa thân với bạn cùng phòng, còn phải trốn vào nhà vệ sinh gọi điện, sau đó thì thân rồi, cũng chẳng né tránh nữa. Lão chủ ăn nói réo sắc, bảo tôi mỗi ngày gọi điện thoại cho người yêu vẻ mặt sướng như con chó tha bánh bao. Và từ đó kết luận là với vẻ ngoài đào hoa phơi phới này mà tôi có thể bị một người khác chế ngự ngoan ngoãn, người yêu tôi hẳn là một người đặc biệt ghê gớm. Tôi nghĩ người đam, không phải người đó ghê gớm mà là tôi thích người đó ghê gớm. Tôi rất thích tính cách của lão chủ thẳng tính. Lão chủ cũng mến tôi, bảo tôi trông không đáng tin, nhưng thực ra khá biết điều. Lão rút ra kết luận này là có nguyên nhân cả. Mỗi ngày hai chúng tôi đều ăn chung với nhau. Lúc đầu lão thấy tay phải tôi vì luyện tập quá sức mà cầm đũa cũng run lẩy bẩy thì còn trêu tôi. Sau này đặt ra gần như ngày nào tôi cũng như thế, lão mới cảm khái: "Nhìn không ra nhóc con là liều mạng như thế đấy." Tôi cũng không muốn liều mạng, tục ngữ nói, núi này cao còn có núi khác cao hơn. Trình độ của những người tham gia thi đấu lần này rõ ràng đều rất cao. Cơ bản thì thành tích cổng chứng từ của tất cả mọi người đều dưới 2 phút 15 giây. Điều này cũng nằm trong dự đoán. Nhưng điều đáng ghét là tập được 2 ngày tôi nhận ra thành tích của mình vẫn nằm trong nhóm dẫn đầu. Trong lòng đang vui thì ngày thứ ba người của ban tổ chức đã nói với chúng tôi rằng quy tắc đã thay đổi. Lẽ ra cổng chứng từ không phải có phần số lẻ. Cuộc thi lần này vì muốn nâng cao độ khó nên bất ngờ bắt chúng tôi phải gõ luôn số lẻ. Bao nhiêu năm nay tôi đều không có số lẻ, bỗng dưng phải sửa nên vô cùng khó chịu. Các đầu ngón tay suýt xoắn thành bánh quai trèo. Nhưng thành tích vốn dưới 2 phút bỗng chốc bị kéo ra 2 phút rưỡi, còn thường xuyên gõ sai. May mà cả đám đều chưa quen, sau một đống tiếng chửi rủa ai nấy đều phải đi tập riêng. Lúc nghỉ buổi tối, lão chùi khỏe với tôi luyện ký đếm tiền của lão. Có đủ loại chiêu thức nào là kiểu thác nước, kiểu quạt, kiểu móng vuốt chim ưng, đều là tên lão tự đặt nhưng khá là chính xác. Quả thật lão cũng có tí bản lĩnh, trong tay lão, những tờ giấy bạc đạo cụ trông như ảo thuật. Tôi thử thấy không làm được thuần thục như vậy. Đếm tiền đòi hỏi tay phải khỏe, cầm chứng từ thì chú trọng hơn vào độ linh hoạt của ngón tay. Tôi cũng biểu diễn cho lão xem phổ ảnh thủ của tôi, làm lão cũng khen ngợi. Xem là quán quân đếm tiền và cầm chứng từ không ai khác ngoài hai chúng ta rồi. Hôm thi đấu, cả đám cũng đều đặc biệt hưng phấn, tạm bỏ qua chuyện thành tích có tốt hay không, cuối cùng cũng có thể tạm biệt món bánh bao nhân hệ và trứng gà rồi. Đừng thấy lúc tập huấn ăn ở bùn xỉn thế, chứ địa điểm thi đấu thì vô cùng xa hoa. Phòng hội nghị của một khách sạn 4 sao. Trên chiếc bàn họp khổng lồ hình bầu dục bày mấy chục chiếc máy tính Apple màu trắng. Tôi rờ bàn phím thì thấy rất vừa tay. Theo tôi thấy chỉ hạng mục này của chúng tôi còn phải có hơn 10 trọng tài. Mỗi người đều đeo phù hiệu của Hội đồng Giám sát Ngân hàng và Hiệp hội Ngân hàng, cũng như đeo bảng tên trọng tài thống nhất. Lẫn trong đám đông còn có người của đài truyền hình, đếm tiền và đánh máy nằm ở hai hội trường khác, nghĩ lại tình hình bên kia chắc cũng không thua chúng tôi. Ngồi trước máy tính có để tên mình, tôi bắt đầu sốt ruột một cách kém cỏi. Theo tình hình luyện tập ngày thường thì thành tích của tôi luôn ở top trước, nhưng tôi biết chưa đến khi thi đấu chính thức thì rất nhiều người sẽ không thể hiện bản lĩnh thực sự. Cuộc thi lần này chọn top 3, nhìn các đối thủ cạnh tranh đông nghịt xung quanh mình đang xoay tay xoa chân mà tôi bỗng mất hết tự tin. Bàn tay đã nghỉ ngơi cả đêm lấy ra phải hết run này lại hơi run lên. Tôi hít thở sâu móc điện thoại ra nhắn tin cho Mộ Vũ. Tôi sắp thi rồi. Chưa đầy một phút sau Mộ Vũ trả lời tin nhắn. Tối nay muốn ăn gì? Tôi cười. Hắn đang nói với tôi là hắn sẽ chở tôi về đây mà. Nghĩ tới hắn tự nhiên lại nghĩ tới những chuyện không dành cho trẻ vị thành niên. Tôi khẽ gõ lên mặt bàn đàn hương màu đen, vừa nghĩ tới mồ vú nhà tôi vừa lơ đãng một lúc, sự chú ý được phân tán bớt, đến khi hoàn hồn lại, tôi bất ngờ sốt ruột hơn hẳn. Thay vì đổi quy định đột ngột, tự dưng khi không là phải gõ thêm số lẻ, tập nhiều ngày rồi thì vẫn chưa quá quen. Tôi sợ loạn xạ lên mặt mấy cái, trong lòng tự nhủ, dù gì tôi sẽ cố gắng hết sức rồi, thôi sao cũng được.
Không ai ngồi được ở đây lại quá kém cả, mà suy cho cùng, những cuộc thi cân sức đều phải đánh cược bằng sự may mắn. Cuộc thi có hai cơ hội, thành tích của hai lần lượt đều được tuyên bố ngay khi vòng đó kết thúc và sẽ lấy thành tích tốt nhất trong hai lần thi của người đó làm thành tích cuối cùng. Đối với người xem mà nói, quá trình cộng chứng từ thực sự rất là ngắn, gõ một lần cũng chỉ hơn 2 phút, cộng cả thời gian công bố thành tích ở giữa và 10 phút nghỉ ngơi, hai lần cộng lại cũng chỉ 20 phút. Nhưng đối với người có phím mà nói, quá trình này đặc biệt dài, càng muốn nhanh thì càng cảm thấy mình đã dùng quá nhiều thời gian, dường như đã qua rất lâu mà sấp chứng từ 100 tờ trong tay mình vẫn còn chưa lật tới cuối cùng. Theo lý thì những gì cuộc thi đòi hỏi tốc độ và sự chính xác này phải tập trung tinh thần mới đúng, nhưng nhập tâm tuyệt đối lại không tốt. Cảm nhận của tôi là chăm chú quá ngón tay sẽ bị đơ. Tất nhiên, ngó đầu ngó tay chắc chắn cũng không được. Đấy là một trạng thái vi diệu nằm giữa tập trung và phân tâm. Khi ngón tay tôi bay nhảy trên bàn phím, tôi chỉ nghĩ mau gõ cho xong rồi về nhà ăn cơm. Ăn gì đây nhỉ? Hình như ăn gì cũng phải xong việc cái đã. Thế lại là càng ra sức chuyển động các ngón tay. Kết quả là tôi đã thắng. Lúc trọng tài tuyên bố hạng nhất trong một cổng chứng từ là An Nhiên của ngân hàng chúng tôi, những tiếng vỗ tay rào rào vang lên khiến tôi cảm thấy đặc biệt không chân thật. Thôi được rồi, có lẽ là tôi có một chút thực lực, nhưng đến cùng thì chuyện này cũng phải quy cho nhân phẩm bộc phát của tôi. 0.3 giây, thành tích của tôi là 1 phút 52 giây 062, chỉ nhanh hơn hạng 2 0.3 giây, thời gian để chớp mắt một cái còn chẳng đủ. Thắng rất suýt sao, nhưng thắng là thắng, người thua hết đường đối co. Những người ở đó bắt tay chúc mừng tôi, thật lòng có, giả dối cũng có. Tôi vừa đối phó vừa nhắn tin cho bố Vũ bảo tối nay tôi muốn ăn cá, để nói cho hắn biết tôi vừa ăn hên, lại thắng nữa rồi. Chẳng bao lâu sau, bố Vũ gọi thẳng tới. Tôi nghe từ bên cạnh hắn có tiếng kèn xe hơi vang lên lộn xộn. Tiếng hắn nói chuyện không hề to, nhưng dù môi trường có huyền nào tới đâu, tôi vẫn nghe rõ từng câu từng chữ của hắn. Hắn nói, anh ăn cá chích hay cá chấm? Cá chấm, tôi đáp. Ừ, hắn dừng lại một lúc rồi lại nói, An Nhiên, sỏi quá. Tiếng nói thấp trầm theo trong trẻo, nhưng mấy chữ đó lại rơi vào trong lòng tôi cùng với tia lửa, làm bùng lên những ngọn lửa hoàn hủy. Tôi vốn đã đắc ý lắm rồi, được một vũ khen xong thì vui tới tận mây trời. Lễ chào giải buổi trưa rất long trọng, nghe bảo có quan to trong hội giám sát ngân hàng cấp tỉnh. Lão chủ đập một cái lên lưng tôi. Được lắm, thằng nhóc thối tha giỏi đấy, có tiền đồ. Tôi đàng hắng mấy cái nói, anh cũng không tệ, hạng hai tính tiền. Lão chủ thì lắc đầu, không được không được. Lão chỉ tay vào đứa thanh niên hạng nhất đếm tiền nói, tao già rồi, thế giới này suy cho cùng vẫn là của bọn nhái nhép bọn mày. Tôi cầm nín trước câu nói này, một lúc lâu sau thì không tiếp lời được. Chào giải, tôi thích, từ sau tiểu học tôi đã không được lên sân khấu nhận giải thưởng, cảm giác đứng trước mặt mọi người được khen tỉ đố kỵ, thực sự không tệ. Giấy khen hay giấy chứng nhận đều vô dụng, tôi nghe bảo tiền thưởng có tới mấy nghìn, lên lúc cầm phong thư, tôi cũng cố gắng rờ xem bên trong là 4.000 hay 5.000, nhưng chẳng chú ý người trao giải cho tôi là ai. Nghỉ lễ kết thúc, bữa trưa cũng chẳng cho ăn đã, bắt chúng tôi ai về nhà nấy. Ngồi trên xe, hai người khác đều có chút ủ rũ, ba người cơ quan chúng tôi cử đi dự thi chỉ có tôi có giải. Tôi chẳng quan tâm nhà nào vui mừng, nhà nào buồn, tự mình hát ngâm nga nhìn phong thư, đựng 5.000 tệ mà sướng cả một quãng đường. Tin đoạt giải đã truyền về chi nhánh từ sớm, lúc về tới cơ quan thì đã sắp tan tầm. Tôi lên lầu trình diện với sếp trước, các sếp đều rất vui bảo tôi đã làm vẻ vang cho chi nhánh. Hơn nữa, tổng giám đốc còn buông lời vàng ngọc cho phép tôi nghỉ ngơi 2 ngày. Ngay cả giám đốc phường luôn ngứa mắt tôi cũng bất ngờ khen tôi vài câu. Bước ra khỏi phòng giám đốc, tôi chẳng thấy chạy thẳng tới quận Giang Nam Thủy. Bên mộ phố phải một lát nữa mới tan ca. Tôi thay đồ của mộ phố cuộn tròn trên sofa xem tivi. Có lẽ hưng phấn cả ngày nên có chút mệt, xem một hồi thì ngủ thiếp đi luôn. Cũng chẳng biết ngủ được bao lâu thì nghe bên tai có ai nói, An Nhiên, đi lên giường ngủ. Đấy là âm thanh khiến cho trái tim tôi bình yên trở lại. Còn ai vào đây nữa chứ? Nhưng tôi đang ngủ ngon lành cũng lời mở mắt, nghiêng đầu tiếp tục đánh giấc. Lại qua một lúc thì cảm thấy có một bàn tay luồn qua dưới nách ôm lấy tôi, một bàn tay khác xách đầu gối tôi lên,
Động tác này là định bế tôi. Xài dí quá đi mất. Tội ống nghèo cảm thấy kiểu bế này chắc chắn sẽ ghê ơi là ghê. Mình có phải là một cô bé nhỏ nhắn đâu. Mình là một thằng đàn ông cao 1m7 mấy so với thể bế như thế này được chứ. Tôi mở mắt ra. Ấy, làm gì thế cậu? Một vú dừng động tác lại chặt lời tôi một cách tỉnh bơ. Bế anh lên giường ngủ. Đừng bế như vậy khó coi lắm. Tôi đưa tay ôm cổ hắn, vùi đầu vào trong lòng hắn, giọng nói mơ màng như đang làm nũng. Thế bế thế nào? Bộ vũ thơm lên trán tôi một cái rồi hỏi. Cậu khóm tôi đi, tôi đề nghị. Bộ vũ lẳng lặng quay người lại, ngồi xổm trước mặt tôi. Tôi hí hửng nằm trên lưng hắn. Hắn không quá vạm vỡ nhưng đủ để tôi yên tâm dựa dẫm. Tôi nói chuyện với hắn câu được câu mất. Dương Hiểu Phi đâu? Đi mua đồ ăn rồi. Nhớ tôi không? Này. Hắn đặt tôi lên giường nhìn tôi mà không nói rằng. Tôi cười tủm tỉm kéo cổ áo hắn xuống. Nói gì đi chứ, nghĩ gì thế? Ánh mắt của Mộ Phú lùng lầy nhưng hắn không có động tác gì hết. Ôm anh, hắn nói. Tôi nằm chồng vó trên giường nghe răng rà với Mộ Phú. Tới luôn, đừng khách sáo. Mộ Phú cúi người xuống cắn lên dái tay tôi. Cơn đau nhẹ phút chốc trở thành một cơn tê rần chảy khắp toàn thân. Tôi đưa tay ra cấu vào xương sườn của hắn một cái. Hắn né ra theo bản năng. Tôi chớp cơ hội trở lại đè lên người của hắn. Đánh lén thành công, tôi đắc ý nhướng mày. Nào ngờ thằng nhóc chết tiệt đó lại điềm đạm tới mức khiến người ta câm nín. Còn chẳng cau mày lấy một cái. Tần suất chớp mắt cũng không thay đổi. Hai tay ôm hờ eo của tôi. Dáng vẻ trông như tôi muốn làm gì cũng được. Nhịp tim bỗng dưng tăng tốc. Tôi giữ vai hắn lại hôn thật mạnh. Tên này có thể dễ dàng khiến tôi phát điên. Hắn nhấn lại đáp lại tôi. Tay thỏ xuống phía dưới áo của tôi. Nhẹ nhàng xoa nắn với lực xoa dễ chịu. Từ eo tới lưng tới vai. Dường như muốn vò nát tất cả những phiền muộn, mệt mỏi, căng thẳng. Lo lắng đã tích tụ trong xương cốt suốt nửa tháng qua. Khiến cả người khoan khoái. Tôi thơm đá rồi thì vùi mặt vào bên cổ hắn lẩm bẩm oán trách. Thằng nhóc chết tiệt. Nhớ chết tôi rồi. Một phú một tay kéo cổ áo tôi nâng đầu tôi lên. Một tay nâng cằm tôi ngắm nghía rồi khẳng định rằng. An nhiên, anh gầy đi rồi. Ngày nào cũng nhớ cậu, nhớ tôi ăn không cơm nổi đó. Tôi nói một nửa thì trong cái đầu quay mòng mòng. Bỗng hiện lên hàng chữ 4.000 m. Sáng người vội sửa lại thành. Không có chuyện đó, ngày nào tôi cũng ăn no ngủ kỹ sao lại gầy được. Cằm nhọn hơn, xương sườn cũng rõ hơn xưa. Biểu cảm của Mộ Phú rất nghiêm túc. Không có, cằm nhỏ là vì góc nhìn của cậu không đúng. Sườn sườn hiện tại đó là tư thế của tôi không đúng. Tuy nguyện hào gầy vì người là một chuyện rất lãng mạn, nhưng lúc này bất kể thế nào tôi cũng không được thừa nhận. Mộ Phú có vẻ không tin, tôi kéo tay hắn đặt lên bụng mình. Cậu sờ lại xem. Tôi không tin cậu vẫn sờ được xương. Hắn nhìn tôi ánh mắt như đang nói một cách trần trụi là đồ ngớ ngẩn. Tôi vờ như không thấy còn lén phồng má ra làm vẻ. Tôi ngớ ngẩn đấy, cậu làm gì được tôi nào? Tay Mộ Phú đặt lên bụng tôi xoa mấy cái, sau đó một nụ cười không rõ nghĩa nở rộ bên khóe miệng. Hắn ghé tai tôi hạ giọng nói. Hình như có bầu rồi. Tôi ngớ ra, đợi tới khi hiểu ra trên mặt vừa bị người ta châm lửa. Một đống câu chửi thề, định nhảy lịch bịch ra từ trong não nghẹn ở trong cuống họng. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt dịu dàng sáng ngời của người đó, tôi cầm nín nửa ngày mới lặn ra một câu. Có cũng là của cậu. Tên đó nhìn tôi cũng cười, tôi cũng tức thời không đúng. Không tức cũng không đúng nên quyết định chờ người ngồi bên kia giường. Nghĩ một lúc thấy không hả giận quay qua đạp hắn mấy cái. Nhưng hắn lại cười tươi hơn nữa, tôi than thở. Một đứa trẻ thật thà như Mộ Phú mà cũng trở nên thế này, thế đạo gì đây chứ? Không bao lâu sau, người đó sắp tới ôm tôi từ phía sau, tôi vùng vẫy mấy cái cũng chẳng thoát ra được, nên mặc kệ hắn. An nhiên, đừng giận. Hắn dỗ tôi với giọng nói mềm mỏng, tôi vốn cũng hết giận rồi, nào ngờ hắn vừa nói thế xong, thì trong lòng lại nảy sinh một chút uất ức. Mới chưa về được âu yếm bao nhiêu thì đã trêu tôi. Hàn Mộ Phú, cậu được lắm. Không nói nữa, lơ hắn. An nhiên. Thực ra cũng không có gì, chỉ là một trò đùa nhỏ thôi mà. Đủ trò bày đùa này có chút ấy ấy. An nhiên.
Chuyện có gì đâu chứ, dù gì tôi cũng đã đạp hắn rồi, thôi bỏ qua đi. Tôi ừ một cái. Mộ Vũ thấy tôi có đồng tính, bèn cực kỳ biết điều, đưa ngón tay tôi lên xoa. Tôi tựa vào lòng hắn, híp mắt hưởng thụ sự ân cần. Trong lòng vừa chửi mình, an nhiên, mày chỉ có được vậy thôi, vừa dễ chịu tới mức muốn thiếp đi. Sợ chạy bộ tới thế hả? Tên đó biết tâm tư của tôi từ lâu. Thực ra anh không chạy, tôi cũng không làm gì được anh. Hắn liếc một cái, tôi hừ hừ rồi đáp, thì sợ cậu không vui ấy mà. Hắn kéo ngón tay tôi đặt lên nhẹ nhàng, hôn lên tù tì khẽ than thở. An nhiên, sao anh tốt thế? Một câu hỏi ngớ ngẩn ngay lập tức sưởi ấm trái tim tôi. Nhưng hắn nắm cổ tay gầy gò của tôi rồi nói, cơ thể anh thực sự cần vận động một chút, yếu thế này. Bất kể thằng ông đàn ông nào bị nói là yếu cũng sẽ không phục. Dám nói bố yếu xem bố chỉnh đốn mi thế nào. Tôi nửa thật nửa đùa đánh nhau với hắn, vặn tay hắn ra sau lưng giữ hắn lại, cả người đều đè lên người hắn. Có lẽ Mộ Phú nghĩ là để mặc tôi quay hắn như chóng chóng là quá không nể mặt tôi, thế làm bộ làm tịch phủng với mấy cái, sau đó không nhúc nhích nữa. Theo lý hắn nhường tôi nên tôi biết điểm dừng, nhưng tính cách tồi tệ của tôi đã quyết định tôi không biết điểm dừng là gì. Có lẽ bản tính đàn ông đều tồi tệ như vậy. Cảm giác chiếm thế thượng phong, muốn làm gì thì làm này quả là thích. Màng màu tình dục, tôi ghé lại tai của Mùa Vũ âu yếm thơm qua một lượt, kể để lại một dãy dấu răng đỏ nhạt trên chỗ da mịn màng đó, rồi lại thổi mấy hơi bên tai hắn. Phục không? Tôi hỏi. Có thể bị áp chế từ căng cứng trong cơn tra tấn của tôi. Mổ phố ngoảnh đầu lại nhìn tôi, ánh mắt bắt đầu rung rinh. Tiếp xúc với nhau bao lâu nay tôi cũng nhận ra, dường như khi tâm trạng không ổn định, ánh mắt của hắn sẽ rung rinh rất nhỏ, chỉ như một lớp sóng tỏa ra trên mặt nước tĩnh lặng. Tôi nhìn mà rung động, không kìm được hôn lên đôi mắt của hắn. Bên cửa truyền tới tiếng gì đó rơi xuống đất. Tôi ngoảnh đầu lại, Dương Hiệu Phi đứng sững sờ trước cửa. Các loại rau củ vương vãi khắp sàn, bên cạnh còn có một chiếc túi xốp màu đen, một cái đuôi cá lộ ra ngoài. Quên đóng cửa rồi. Phản ứng đầu tiên của tôi là mau chóng buông Mùa Vũ ra. Bình thường tôi mà Mùa Vũ ở với nhau đều tương đối giữ kẽ. Dù sống chung với Dương Hiểu Phi dưới một mái nhà, cũng rất ít khi gần gũi ngay trước mặt cá. Tình trạng quần áo xộc xệch lăn lộn bên giường này quả thật có chút 18 cộng. Dù mà tôi dày lúc này vẫn có chút ngại ngùng, dù duy chuyển thân mật như vậy đến đóng cửa lại làm thì hơn. Mộ Vũ trái lại tỉnh hơn tôi, hắn chờ người xuống giường, tùy tay cài lại chiếc nút áo vừa bị tôi gỡ ra, bước tới bên cửa ngồi xổm xuống bắt đầu nhặt mấy cái món vương vãi trên sàn. Dương Hiểu Phi bây giờ mới hoàn hồn lại, cũng ngồi xuống nhặt cùng, vừa dọn dẹp vừa liếc nhìn hai chúng tôi, hết nhìn tôi một cái rồi lại nhìn Mộ Vũ một cái. Sau khi lướt qua liếc lại mấy cái, gã bắt đầu lầm bà lầm bầm với vẻ mặt băn khoăn, nghe kỹ mới nhận ra là hai câu lặp đi lặp lại. Thì ra là vậy, và sao lại thế được? Mổ vô sách đống nguyên liệu nấu ăn, quay đầu lại nói với tôi. An nhiên anh nghỉ ngơi trước đi, cơm xong rồi thì gọi anh, cá kho có bỏ ớt được không? Bỏ ít thôi, tôi nói. Hắn cũng gật đầu bước về phía bếp, Dương Hiểu Phi đi sau hắn với vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi. Tôi nghĩ tới vẻ mặt không thể tin vào mắt mình của Dương Hiểu Phi, bỗng nhiên hiểu ra khúc mắc của gã. Chẳng lẽ gã hiểu nhầm là trước giờ tôi vẫn luôn ở trên anh hàn của gã? Với cảnh tượng bà nãy nhìn sao cũng là tôi ở thế chủ động. Xem ra trước đây gã không nghĩ Mộ Vũ là bị đè. Hôm nay thấy cảnh này nên không thể chấp nhận được. Thế nên mới nói những gì mình thấy thường không phải là thật. Sự băn khoăn của Dương Hiểu Phi trái lại khơi gợi những suy nghĩ về mặt đó của tôi. Có khoa trương tới thế không? Chẳng lẽ tôi không thể ở trên? Tôi cũng là đàn ông mà. Nhưng ngoài chút vinh hư của đàn ông, quan trọng vẫn là sự khát khao đối với Mộ Phú. Ở với hắn lâu như vậy, từ lần đầu tiên tới những lần gần đây nhất, Mộ Phú đều rất dịu dàng tinh tế. Tôi ít nhiều gì cũng có chút không cam tâm, nhưng lại đắm chìm trong sự nhiệt tình và những đòi hỏi say mê lòng người của hắn khi chủ động. Được yêu, được cần, được trân trọng, dù là ai cũng không thể từ chối tư vị tươi đẹp đó. Thế nên ở trên hay ở dưới, tôi đều không quá bận tâm. Thực ra thú thật thì đối với cái người yêu tôi đến tận xương tủy này, tôi cũng hy vọng có thể ôm hắn, thương yêu hắn. Nhớ tới cơ thể thon dài, dẻo dài bị tôi đè ban nãy và cả ánh mắt ướt át của người đó,
Tôi cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Tôi biết Dương Hiểu Phi sẽ không nhìn được, chắc chắn gã sẽ nghe ngóng chuyện này từ Mộ Vũ. Chỉ là không biết gã mở miệng hỏi Mộ Vũ ra sao, cũng không biết Mộ Vũ sẽ trả lời gã như thế nào. Rón ra rón rén mở cửa đi về phía bếp, tiếng mỡ rán xèo xèo bay ra từ khe cửa và tiếng nói chuyện cố ý để thấp xuống của Dương Hiểu Phi. Anh an nhiên, chỉ giỡn với anh thôi đúng không? Chắc chắn rồi, trông tấm thân nhỏ của anh. Em biết anh chỉ chiều anh thôi, em biết. Dương Hiểu Phi quả nhiên có chết cũng không tin, phàn khấn cầu xin gặng hỏi, nhưng Mộ Vũ cũng chẳng hề răng lấy một cái. Cá mập chết tiệt, tới chuyện chúng tôi ai ôm ai ngủ cũng ráng tám cho bằng được. Trong lòng tôi cũng lầu bầu một câu, gõ lên cửa kính mấy cái, hai người đều quay đầu lại. Tôi ngoắc tay với Mộ Vũ, Mộ Vũ đưa xẻng cho Dương mập mạp ngoan ngoãn bước ra. Tôi kéo hắn vào trong phòng. Dương Hiểu Phi nói gì với cậu đấy? Mộ Vũ cũng chẳng nói gì. Có phải liên quan tới chuyện của tụi mình không? Gì? Bớt vờ vịt đi, cậu trả lời thế nào? Hắn lắc đầu, không nói gì cả. Sau đó lại thêm một câu, chuyện này nó không quản được. Tôi cũng cười phụt ra, sao người này lại vừa ý tôi thế cơ chứ? Ngay lúc tôi cười không dừng lại được, Mộ Vũ ôm tôi đặt một nụ hôn không mạnh không nhẹ xuống. Tôi bị sự nhiệt tình bất thình lình của hắn làm cho hơi ngơ ngác. Có điều hơi thở quá quen thuộc đó khiến tôi thả lỏng theo bản năng, mặc cho hắn hôn từng cái mảnh cái nhẹ. Tôi choáng váng nghe hắn nói, An Nhiên, sau này đừng cười với người khác như vậy. Tôi muốn chửi hắn ngớ ngẩn, tôi làm ở quầy ngân hàng không cười được sao? Nhưng nghĩ lại cười với Mộ Vũ tưởng chừng cho niềm vui ứa ra từ tận đáy lòng với những người khác, tôi không cười như vậy được. Thế là tôi cũng gật đầu, đồng thời nêu ra yêu cầu mà tôi nghĩ ngợi cả buổi. À, tôi thương lượng với cậu chuyện này nhé. Ừ. Mộ Vũ đứng lại ngay ngắn chăm chú nhìn tôi. Tôi muốn ôm cậu. Tôi nói một cách rất điềm tĩnh, tôi không muốn vòng vò với Mộ Vũ, nếu nói chuyện với hắn cũng phải động não thì mệt quá đúng không? Mộ Vũ cũng chớp mắt gật đầu, tôi ngỡ ra một cách rất bất mặt, đơn giản vậy sao? Tôi tưởng mình còn phải đưa thêm lý do này nọ, họ phải dùng cả biện pháp cứng lẫn biện pháp mềm, kết quả không phải dùng gì cả, hắn đã đồng ý rồi. Ý tôi không phải là ôm ấp mà là kiểu như cậu làm với tôi, cậu biết đúng không? Mong hắn đừng hiểu sai ý. Hắn một lần nữa gật đầu, tiện cắn lên môi tôi một cái nói, tôi biết anh muốn sao cũng được. Thế là tôi biết khả năng lý giải của Mộ Vũ không có vấn đề. Vấn đề nằm ở cách hắn nhìn nhận chuyện này. Mộ Vũ không hề quan tâm tôi ở trên hay ở dưới. Hắn nói hắn muốn ôm tôi một là một vì trong lòng hắn có được cái khoái cảm đê mê. Hai là hắn cảm thấy tôi cũng thích phương thức này. Nếu tôi muốn đổi lại làm thử có vẻ cũng không có gì không thỏa. Tôi thở dài. Mộ Vũ đáng yêu như thế sao có thể không si mê được chứ? Tóm lại tôi đã hết nhịn được rồi, bắt đầu cởi cúc áo của Mộ Vũ ra. Mộ Vũ cũng khẽ cười tôi cản lại. Chờ ăn tối xong đã. Mọi người có sợ như Dương Hiểu Phi không? Mình cũng hơi sợ đấy, không biết là ai chia sẻ nằm trên như thế nào. Cùng chờ tập ngày mai nhé mọi người.